Một người con quốc dân vô cùng tuyệt vời, có thể nói là hoàn hảo, có tên là con nhà người ta. Có bao giờ bạn đã từng bị hoặc là được so sánh với người khác chưa? Thì hãy cùng mình đọc bức thư sau đây của hiệu trưởng của một trường Singapore gửi phụ huynh trước kỳ thi của học sinh. Các bậc phụ huynh kính mến, kỳ thi của các em học sinh đang đến gần. Chúng tôi biết rằng các vị ở đây đều mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này. Tuy nhiên xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người có mặt tại kỳ thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về toán. Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh. Có người sẽ là nhạc sĩ, người mà với họ, môn hóa học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Có người sẽ là một vận động viên, người mà việc rèn luyện thể chất sẽ quan trọng hơn là vật lý, giống như vận động viên Skulin của chúng ta. Nếu con đạt được điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con. Hãy nói với con rằng, ổn thôi mà, đó chỉ là một kỳ thi. Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao nhiều hơn thế. Hãy nói với con rằng, dù điểm số của con là bao nhiêu, cha mẹ vẫn yêu con và không hề phản xét. Xin hãy làm như vậy. Và nếu các vị thực hiện điều đó, hãy chờ xem con mình chinh phục thế giới. Một kỳ thi hay một điểm số kém sẽ không thể gạt bỏ đi những ước mơ và tài năng bên trong của các con. Và cuối cùng, xin đừng nghĩ rằng chỉ có kỹ sư hay bác sĩ mới là những người hạnh phúc duy nhất trên thế giới này. Trân trọng, hiệu trưởng.